chào các bạn. Hôm nay trong cái bài luyện ngón nâng cao, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chạy 4 nốt trên 1 giây mà mình có sử dụng cái thế tay là chỉ có 3 ngón trên giây thôi, và kết hợp thêm cái kỹ thuật slide ở cái ngón cuối hoặc là cái ngón đầu để chúng ta tạo nên một cái câu chạy mà khi các bạn nghe có cảm giác là chúng ta chạy cho 4 nốt trên 1 giây. Thì cái phong cách này theo đại danh thủ quá cố đó là Alan Holdsworth thì mình có thể áp dụng trên rất là nhiều ha. Cái câu chạy của bạn để giúp nghe cái mùi nó lạ hơn tí. Thì cái cách chạy đầu tiên á, của chúng ta tại từ trên xuống, chúng ta đánh theo cái âm dài của cái là son trưởng thôi các bạn. Thì chúng ta bắt đầu như sau, các bạn có thể xem tab kèm theo nhé. Chúng ta bắt đầu ngay cái ngăn số 3 đó là son ha. Son, sau đó tới là si. Từ si này các bạn slide lên nốt đô. Bạn thấy không? À, cái nốt cuối các bạn không đánh nha. Bạn slide lên đô. Sau đó tới dây dưới chúng ta sẽ đánh rê, mi, fa thăng. Các bạn slide lên nó son. Thấy chưa? Thì chúng ta sẽ có từ son thấp ở đây tới chúng ta đánh cái nốt son, một cái quãng 8 ở trên này ha. Các bạn nhịp 4-4, các bạn nhịp chân nha. Tương tự, khi các bạn xuống từng cặp dây thì các bạn cũng đánh quãng 8 tương tự như vậy thôi. Các bạn tới dây tiếp theo, chúng ta sẽ đánh cũng nghe nó son ngay chỗ này, nó tương tự. Quan trọng là các bạn phải slide lên và cho nó đúng nhịp ha. Rồi mình đánh lại từ câu 1 tới câu 2 lúc nãy nha. Rồi tiếp theo cái quãng 8 bên dưới là chúng ta cũng nghe, bắt đầu nghe quãng 8 nó son ha. Chậm nha các bạn. Các bạn slide làm sao cho cái nốt cuối cho nó rõ một tí là được. Chúng ta đánh từ đầu tới đoạn đó nha. Rồi, nhanh hơn tí nha bạn. Rồi, nhanh hơn. Rồi, thì sau khi đánh xuôi rồi, các bạn đánh ngược lại. Thì lúc nãy chúng ta sẽ đánh là cái ngón út là slide lên. Bây giờ các bạn đánh ngược lại. Thì cái nốt thứ ba nó là cái ngón trỏ các bạn. Ngón trỏ các bạn slide ngược xuống ha. Thì nó bắt đầu cũng nghe son. Nghe nó cao đây, chúng ta đánh ngược lại như sau. Nha, chậm lại các bạn. Tương tự chúng ta xuống tới cặp dây chính giữa, dây số 2 là số 3, số 4 cũng vậy ha. Xin lỗi. Đấy, tương tự chúng ta lên tới cặp dây cao trên. Dạ, mình đánh lại của cái câu ngược để đủ nha. Rồi, hy vọng là với cái bài tập này cũng sẽ giúp ích cho các bạn trong việc luyện ngón của các bạn ha. Hãy luôn ủng hộ mình, nếu được hãy ủng hộ 7 Guitar Shop, nơi chủ chuyên cung cấp thương hiệu đàn 7 Guitar. Rất tuyệt vời ha, một cây đây. Cây này mình cũng đã từng giới thiệu với bạn, nhưng đây là cái cây dáng đi, tức là cái mông của nó hơi to tí, gỗ bằng gỗ khoa. Rất là tuyệt vời, rất là đẹp ha. Đây, dáng đi. Âm sắc rất là đẹp, vân cũng rất là đẹp, âm thanh rất là chuẩn luôn. Để được, các bạn hãy bấm vào link trong phần mô tả để có thể download tab về và tham khảo thêm cây đàn này. Nếu được có thể giới thiệu cho bạn bè để ủng hộ 7 Guitar Shop.
Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Bye bye.